Kính thưa quý vị, phát hiện 70 mộ táng niên đại 6.000 năm. Viện Khảo Cổ học phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cùng với một số nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Úc Đại Lợi đã báo cáo sơ bộ kết quả khai quật tại di tích Cồn Cổ Ngựa thuộc xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Tiến sĩ Trịnh Hoàng Hiệp thuộc Viện Khảo Cổ học, chỉ huy công trường khai quật cho biết, gần một tháng qua, các nhà khoa học đã khai quật trên diện tích 84 m² tại cánh đồng lúa. Cách mặt đất chừng 30-60 cm, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều xương, răng động vật như rùa, trâu nước, nai, hươu, xương cá, vỏ điệp, ngao, sò và một số lượng lớn hiện vật bằng đá như rìu, bàn nghiền, hòn kê, bàn mài và đồ gốm thuộc văn hóa Đà Búc. Đặc biệt, họ đã phát hiện khoảng 70 ngôi mộ táng cổ, mỗi ngôi mộ có diện tích trung bình 1 m². Người chết đều được chôn theo tư thế nằm nghiêng, chân tay co hoặc duỗi thẳng. Phương thức mai táng chủ yếu là đơn táng, cũng có hiện tượng song táng, tam táng theo hình thức mai táng một lần và hai lần. Tính cho đến năm 2010, đã có hơn 10 điểm văn hóa Đa Búc được phát hiện và khai quật. Đa Búc là đặt theo tên một thôn ở huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, nơi đầu tiên tìm được những di vật của nền văn hóa này. Đa Búc là nền văn hóa thuộc trung kỳ thời đại đồ đá mới, tồn tại 5.000 cho đến 6.000 năm trước. Nền văn hóa Đa Búc có vị trí quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa thời tiền sử Việt Nam. Đây là thời kỳ bắt đầu chế tạo đồ gốm, phát triển kỹ thuật chế tác đá tới đỉnh cao, tổ chức thuần hóa, nuôi trồng động vật, thực vật.